Nhật Bản chấm cơm cho tất cả anh em cùng thưởng nha. Anh em hôm nay em lại mở một số con máy về cho anh em câu. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại em là 0794559193, Zalo cũng vậy 0794559193 nha. Máy hôm nay em bán ra chưa bao gồm phí ship. Bên em ship nhanh đi là 35.000 trên một đơn hàng á. Tầm 3 đến 4 ngày thì tới, còn bên giao hàng nhanh á, còn bưu điện thì 6 ngày mà 6 7 ngày gì đó. Giá tầm khoảng 30.000. Rồi em xin phép lên máy. Đầu tiên là một con máy mới long lanh luôn nha. Con này là Made in Japan. Chỗ cước ra cọ bị xù thôi. Con này Made in Japan nè, máy còn rất mới luôn. Máy còn mới luôn, hàng Japan. Đấy, máy còn rất mới nha. Con này mã 1 Gatio 3.4, cước số cước số 3 vào được 200m, cước số 4 vào được 130m. Nhưng con này là máy size nhỏ, như size tầm khoảng là 2.500-3.000 thôi. Rồi con này mã 1, máy mới long lanh. Để anh em giá là 320k, size 3.000, máy mới long lanh Ryobi Japan nha. Mã 1. Mã 2 là một con máy tay phải, máy chạy rất êm luôn. Con này là cũng của thằng Ryobi luôn, Ryobi Japan tay phải. Con này là cước số 4 vào được 130m. Gatio là con này không ghi Gatio nha. Gatio là 3.8, mô pin sóng, tay bên phải, quay bên phải nha, hàm Made in Japan, phun kim loại, cấu carbon. Giá con này là 250k con này nha. Đó, thôi để hôm nay để cho anh em là này tay phải. Thôi con này để anh em là 200k, mã số 2, 200k nha. Tay phải máy chạy rất êm luôn, đầu đồng cấu đá dạng siêu bày, 200k, bằng máy chưa bằng máy China xuất Nhật luôn. Tiếp tục mã số 3 là một con dành cho anh em câu lục, câu ngâm lân xe vậy. Con này size thương máy là 2.000, cước số 6 nó vào được 150m. Con này máy rất to, con này tương đương với size khoảng là 6.000 á. Xay theo máy 2.000, xay thật 6.000, cối là carbon, thăng cấu carbon, chạy 3 bạc đạn này. Con này chạy 3 bạc đạn, hàng Korea xuất Nhật, tay quay kim loại, thăng carbon, thăng với cối carbon, tay quay kim loại, Korea xuất Nhật. Xay theo máy 2.000, xay thật là 6.000, Gatio là Gatio con này là 4.8, chạy 3 bạc đạn. Rồi xay 6.000, hôm nay để cho anh em giá luôn là 300k luôn, 300k xay 6.000 Korea xuất Nhật. Mã số 3, máy chạy em nha, mô pin sóng, độ tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt hết. Tiếp tục mã số 4, rồi mã số 4 cũng là một con Korea xuất Nhật. Con này Gatio là 4.5 long cắt school, cước số 4 vào được 250m. Con này tương đương với size 6.500-7.000, máy chạy rất êm, có cái là máy hơi cũ, phun carbon, tay quay kim loại, cối và thân carbon, tay quay kim loại. Con này có tay quay nó hơi cũ thôi, còn cối nó bị sơ xước nhẹ thôi. Rồi con này mã số 4. Mã số 4 để cho anh em giá là 300k luôn, 300k Korea xuất Nhật,
Size theo máy là 1.000, size thật là 6.500, 7.000. Giá 300k, mô pin sóng, đôi tay trái phải. Thân là cấu carbon, tay quay kim loại, mô pin sóng nha. Rồi, mã 4. Hôm nay báo sale anh em luôn. Ai xem trước thì nhờ. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là cũng một con tay phải. Con này là hàng Shimano Japan. Cước số 4 vào được 210 mấy. Cước số 5 vào được 160 mấy. Con này tương đương với size khoảng 5.000. Tương đương với size khoảng 5.000 nha. Nhưng mà con này chỉ quay bên được tay phải thôi. Rồi, để anh em giá luôn 250k. 250k. Mã số 5. Hàng Shimano tay phải mô pin sóng. Size 5.000. Để luôn anh em 250k. Thân là kim loại cấu thân kim loại cấu carbon, tay quay là kim loại. Rồi. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6. Rồi, một con máy China xuất Nhật. Con này là cước số 5 vào được 140 mấy. Là cương này tương đương với size theo máy 3.000, size thật 4.000. Gatio là 4.5. Phun kia con này là phun carbon. Rồi, con này mã số 2 4 5. Con này mã số 6. Thích hợp size 4.000, thích hợp cho anh em câu ngâm lân xe. Mã số 6, mã số 6 này để cho anh em giá là 150k, 150k size 4.000. Mã 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 là một con rêu bị má chị bình vá à, đã biết rồi. Con này mã số 7, mã số 7 là hàng Ryobay Japan. Con này là cước số 3 vào được 200 m, cước số 4 vào được 130 m, nhưng con này nó máy nhỏ gọn, như size khoảng 2.500 3.000 thôi. Rồi, con này là phun kim loại cối carbon Ryobi Japan, mô pin sóng, độ tay trái phải. Rồi, để em con giá con này anh em là 270k, 270k. Rồi, mã số 7. Mã số 7 270k. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 là một con China xuất Nhật. Cước số 3 vào được 100 m, thì con này tương đương với size khoảng 3.000. China xuất Nhật nha. 3.000. Rồi. Con này mã số 8 để anh em giá luôn 130k luôn. Size 3.000 chứ. Cước số 3 vào được 110, con này size 3.000 nha. Gatio là 4.8. Mô pin sóng, đổ tay trái phải. Rồi, mã số 2 4 6. Mã 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một con máy cũng siêu bền luôn. Con này là của thằng Korea xuất Nhật. Gatio 5.5, cước số 3 vào được 200 m, cước số 4 vào được 150 m. Chạy một bạc đạn. Máy rất chắc chắn, thích hợp cho anh em câu ngâm lân xe. Rồi. Con này để luôn giá cho anh em là 180k. Size theo máy là không ghi size theo máy, size thật con này là 4.000. Cước số 4 vào được 150 m. Chạy một bạc đạn. Gatio 5.5. Máy rất mướt luôn. Con này lưu đi lắp cũng được. Rồi. Mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một con Ryobi Japan. Máy phun mới luôn.
máy phun mới luôn nha. Con này là cước số 3 vào được 200 mấy, cước số 4 vào được 130 mấy. Rồi, con này tương đương với size 3.500, 3.000. Tương đương với size khoảng 3.000 Gatio 3.4, máy rất mướt. Mô bin sóng đổ tay trái phải. Cách phun con này là phun kim loại nha, máy rất đẹp. Rồi. Để anh em giá là 350k luôn, 350k. Hôm nay bán sale hết luôn. Mã số 10. Mã số 10 350k. Tiếp tục mã 11. Mã 11 là một con máy PX. Con này là Gatio 3.4. Cước số 3 vào được 200 mấy, cước số 4 vào được 130 mấy. Rồi, con này cũng size tương đương size 2.500 3.000. Mô bi sóng đổ tay trái phải. Máy phun kim loại tay quay kim loại cối carbon. Gatio 3.4, size 2.500 3.000, 3.000. Size 3.000, rồi giá con này 300k. Mã 11. Mã 11 300k. Tiếp tục mã 12. Mã 12 là một con China xuất nhập đời cao. Dòng này là dòng tem vàng nè. Gatio là 4.9. Cước số 4 vào được 110 mấy. Rồi tương đương với size 4.000. Size thương máy 2.500, size thật 4.000. Dòng này anh em mà lưu rê công ngâm lăn xe thì khỏi phải che luôn. Tải cá vô tư, chép thì anh em lên đánh thoải mái luôn. Rồi. Rồi, con này mã 12. Mã 12. Để cho anh em giá luôn 250k luôn. 250k mã 12. Máy siêu em luôn. Thôi, để hôm nay là để 220k thôi. 220k. Mã 12. Lấy vài con nữa thôi nha. Tiếp tục mã 13. Mã 13 là một con điêu chuột. Con này là thân kim loại cối carbon tay quay kim loại mô bin sóng đổ tay trái phải. Hàng điêu chuột. Con này size tầm khoảng 2.000. Size theo máy là 900. Cước số 5 vào được 130 mét, cước số 6 vào cước số 4 vào được 145 mét. Rồi, con này size tầm 3.000. 3.000. Rồi con này mã 13. Mã 13 để con này giá cho anh em là 300k luôn, 300k cho con đuôi chuột Made in Japan. Hàng Olympic Japan nha. Mua viên sóng này. Mình nó sale luôn. Rồi. Rồi, một con Shimano. Con Shimano size 3.000, cước số 4 vào được 100 mấy. Size theo máy 3.000, size thật cũng 3.000 luôn. Mô viên sóng đổ tay trái phải. Dòng này thì anh em câu quá bền nào khỏi phải nói luôn. Mọi thứ hoạt động tốt, mô viên sóng đổ tay trái phải. Con này mã 14, size 3.000 Shimano. Để anh em giá luôn là 320k luôn. 320k luôn. Hôm nay sale luôn. Rồi. Mã 14. Tiếp tục mã 15. Mã 15 là một con Daiwa hàng Taiwan. Taiwan này. Con này thích cho hợp cho anh em tải cá lớn. Size con này tầm 6.000. Cước số 6 vào được 200 mét, cước số 7 vào được 170 mét. Rồi. Để hôm nay để cho anh em giá là 350k luôn. Size tầm 7.000 6 7.000 á. Để cho anh em hàng ship ba nhà hàng này anh em đánh ba câu biển đồ vô tư. Rồi. Rồi con này mã 15. Mã 15 để cho anh em giá là 350k luôn. 350k mã 15. Size 7.000. Gatio là Gatio 4.8. Đây qua. Rồi, đang con này nè. Đang con này nữa thôi nha. Rồi. Con Ryobi Japan. À đâu? Con Olympic Japan.
Con này cước số 5 vào được 160 m, cước số 4 vào được 200 m. Con này tương đương size khoảng 5.000, mô bi sóng đổ tay trái phải, sẽ phải cho anh em con ngâm lăn xe. Thân kim loại cấu carbon, tay quay cũng kim loại. Rồi, con này mã 16. Để cho anh em lên giá luôn. Size con này là tầm 5.000. Rồi, 5.000 nội đồng cấu đá, để anh em giá 350k luôn. 350k. Rồi, em lên tạm 16 con máy đó, anh em về tham khảo, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại của em nha. Chốt đơn bên Zalo. Rồi, chúc anh em là buổi tối vui vẻ, câu lên nhiều cá, chào tạm biệt ạ. Và chúc anh em gia đình anh em cũng nhiều sức khỏe nữa.